Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op và tập đoàn CJ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, hai bên cùng nhau xây dựng hệ sinh thái chung về dịch vụ cung cấp, vận chuyển hàng hóa và triển khai hệ thống nhà kho theo chuẩn tự động hóa. Việc kết hợp này giúp nâng cao hơn nữa việc lưu thông hàng hóa tại hệ thống phân phối của Sài Gòn Co-op, đảm bảo sự liên kết mạch lạc để đưa hàng sản xuất trong nước tiến ra thị trường nước ngoài. Sự kiện ký kết này cũng là bước khởi đầu hình thành nên đơn vị vận chuyển cung ứng hàng hóa dẫn đầu Việt Nam, dựa trên thế mạnh của hai đơn vị kinh tế hàng đầu của hai quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc, từ đó đáp ứng nhanh chóng, kịp thời tất cả các nhu cầu của khách hàng. Trước mắt, Sài Gòn Co-op và CJ Group cùng nhau hợp tác thực hiện 3 nội dung cụ thể gồm nghiên cứu hợp tác phát triển và khai thác dự án kho Sài Gòn Co-op hướng Tây thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Sau dự án đó sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện những phương án hợp tác mới, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên viên lành nghề cùng tìm kiếm và khai thác cơ hội hợp tác trong tương lai.